Cà phê sẵn sàng, nước sẵn sàng và cuộc tự cười chính mình các bạn ạ. À? OK ngày hôm nay chúng ta sẽ lại bắt đầu với một cái podcast về tiếng Anh. À có một cái kỹ thuật để các bạn không sợ người khác chê mình hoặc là không sợ người khác cười mình, đó chính là các bạn hãy tự cười chính mình. Dạ, yeah. tự cười chính mình, không ai cười lại nữa hoặc là người ta cười mình thấy bình thường rồi, tại mình đã cười chính mình rồi mà đúng không ạ? OK, ngày hôm nay mình sẽ nói với các bạn tại sao các bạn học mãi vẫn không thể nói được tiếng Anh. Nếu các bạn theo dõi mình đã lâu hoặc là một thời gian rồi ấy, thì các bạn biết rằng mình tự học tiếng Anh từ rốt lên giỏi. Vì mình tự học tiếng Anh cho nên là cái thời gian đầu của mình ấy, nó cũng giống như các bạn ngay bây giờ này chơi vơi chơi với không biết làm cái gì cả xong bắt đầu là uh, học ở đây một miếng xong bỏ đó xong học bên kia một miếng xong bỏ bên kia xong một có một thời gian mình còn nghỉ cả một năm mình không học nhưng mà vì mình không cái thích công việc của mình lúc đó đó chính là làm móng mình không có thích và mình nói là bây giờ nếu như mình muốn làm một cái việc gì khác thì tiếng Anh của mình at least nó cũng phải một cái cỡ có thể nói được và người ta hiểu được phương pháp học nó rất là quan trọng các bạn ha. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay mình làm một cái podcast để chia sẻ với các bạn cái điều mà các bạn cần tránh khi các bạn muốn học một ngôn ngữ nào đặc biệt là tiếng anh cái điều cần tránh đầu tiên đó chính là không nghe và nói các bạn không tập luyện nghe và nói có rất là nhiều người người ta cũng học tiếng anh nhưng mà người ta luyện kỹ năng đọc tức là các bạn đọc rồi các bạn ghi cái từ mới ra rồi xong các bạn viết từ mới ra và các bạn để đó chứ các bạn không có nghe đi nghe lại cái từ đó hoặc là một cái câu chuyện về cái từ đó hoặc là một cái cả một cái câu của cái câu đó và các bạn không có tập nói ra thì đến khi mà các bạn gặp một cái trường hợp mà để các bạn cần phải dùng cái cụm từ đó thì các bạn không biết là nói như thế nào mặc dù các bạn nhớ được một cái từ để các bạn muốn nói nhá nhưng các bạn không thể mở miệng ra để các bạn nói được cái câu đó lý do tại vì là miệng của bạn nó chưa quen Bình thường các bạn nói tiếng Việt Thì cái khuôn miệng và cái não của các bạn nó Nó làm suy nghĩ theo kiểu tiếng Việt Nhưng bây giờ nó bắt bạn phải nói tiếng Anh Và phải đánh vần trong cái, những cái câu đó trong tiếng Anh Vì các bạn không có thói quen làm những cái điều đó Cho nên cái việc mà nghe, nghe và nói nhiều rất là quan trọng các bạn ạ mình qua Canada đã được hơn 13 năm Nhưng mình chỉ mới học lại tiếng Anh cách đây 3 năm rưỡi, 4 năm thôi Trước cái thời gian mà mình học tiếng Anh lại đấy các bạn mình không bao giờ mình nghe tiếng Anh hết. Hầu như ở Canada nhưng mà mình nói chuyện tiếng Việt với các bạn của mình và khi mà mình đi làm á mình chỉ nói những cái câu đơn thuần, ngày nào cũng như ngày nào với khách và trả lời với khách thôi. Nhưng khi bắt đầu mình học lại tiếng Anh á thì lúc đó mình mới tập nghe. Mình tập nghe và mình thấy rằng cái lúc đó mình thấy rằng ở cái kỹ năng của mình nghe của mình nó nó rất là hạn hẹp. Mình nhớ là mình đã xem cái uh, TV show á Friends á các bạn, Friends 10 lần. Cho tới khi mà nó không còn ở trên Netflix nữa thì mình không coi nó nữa và mình chuyển sang Big Bang Theory. Lần đầu tiên và lần thứ hai khi mà mình xem Friends á, mình không hiểu gì hết luôn á. Mình thấy người ta cười, mình cũng cười theo, mình cười cho hay như thế đó. Nhưng mà mình cứ, mình nghe như kiểu vịt nghe sấm á. Mình cũng bắt được một vài câu trong một câu nói của nó nhưng mà khi mà người ta chốc hay là người ta nói cái gì đó thì mình không có hiểu được cả cả nguyên cả câu. Nhưng mà lúc đó trong quá trình mình mình xem nó thì mình có học từ mới, mình cứ học học như thế. Xem lần thứ ba và lần thứ tư thì mình viết xuống những cái câu mà mình không biết hoặc là những cái câu mà mình đã từng nghe ở ngoài đời rồi nhưng mình không biết cách để nói lại với người ta hoặc là mình không mình chưa sử dụng được thì mình ghi xuống nha các bạn. Khi diễn viên nói mình mình nói theo, khi diễn viên nói mình nói theo. Bắt đầu từ lúc xem lần thứ 8 đến thứ 9 á thì mình hiểu mình hiểu hết luôn Kiểu giống như là nhân diễn viên nói gì ở trong cái tập đó là mình biết Mình muốn nhấn mạnh với các bạn một điều rằng Luyện nghe và nói nó rất là quan trọng Cái kỹ năng này nó sẽ giúp các bạn phản xạ và tự tin hơn Khi mà các bạn giao tiếp trong cuộc sống thực tế Vấn đề cần tránh thứ hai đó chính là ngữ pháp bạn quá phụ thuộc vào ngữ pháp Tức là bạn cứ kiểu Bạn chỉ để ý học cái phần ngữ pháp thôi Và khi mà các bạn nói Các bạn chỉ muốn nói đúng cái ngữ pháp đó thôi Yeah Các bạn để ý và các bạn thì hãy ngậm lại đi Tại sao các bạn học 12 năm mà các bạn vẫn không thể nói được tiếng Anh Đó là vì các bạn chưa bao giờ các bạn học để thực hành Học để giao tiếp Học để nói Cho tới khi mà các bạn ra thực tế các bạn muốn giao tiếp với những người nước ngoài nhưng mà các bạn ô oh, tôi biết cái ngữ pháp này tôi biết cái câu cái từ này là gì nhưng mà tôi không thể mở miệng ra tôi nói được và đó là thủ phạm của điều cần tránh thứ ba đó chính là các bạn sợ mắc lỗi thường á những cái người mà người ta sợ mắc lỗi á ít khi mình người ta thành công lắm tại vì các bạn sợ mắc lỗi cho nên các bạn không dám bắt đầu vì các bạn sợ mắc lỗi cho nên các bạn không dám làm điều đó làm sao mà các bạn về đích được nếu như các bạn không bắt đầu à các bạn và những cái người mà người ta không sợ mắc lỗi thì người ta sẽ làm và người ta sẽ học từ cái cái lỗi đó để người ta thành công. Cho nên là khi mà các bạn ra cuộc sống á, thì các bạn cứ nói, hãy nói giao tiếp khi mà các bạn không biết mà các bạn cố gắng để các bạn học và các bạn nói rồi cái người nước ngoài hoặc là cái người đối diện với các bạn là người ta thích người ta yêu các bạn lắm tại bạn không sợ bạn có thể làm tất cả những cái gì mà người khác có thể làm được Ở đây mình không cổ suý cho cái việc là sai các bạn nha Ngữ pháp rất quan trọng Nhưng nó không phải là tất cả Trong khi mà các bạn đi giao tiếp Khi các bạn giao tiếp Các bạn chỉ cần biết rằng Người ta hiểu được ý của bạn muốn nói là cái gì và bạn hiểu được ý của người ta muốn nói ra xem xong cái này các bạn hãy hãy suy nghĩ hãy ngẫm đi và khi mà các bạn ra cuộc sống các bạn sẽ thấy một điều là khi mà các bạn tự tin á các bạn không sợ gì á thì lúc đó các bạn sẽ là làm việc được hiệu quả nhất và lúc đó các bạn sẽ nói được nhiều nhất tại vì các bạn biết một điều á não của chúng ta nó không thể làm hai việc cùng một lúc mà đặc biệt là lúc này các bạn đang còn bị lo lắng thì lúc mà các bạn lo lắng á não của bạn nó bị phân tâm nó lo mà nên không nhớ để nói cái gì cả và thế là các bạn không nói nữa thì phần thiệt sẽ là các bạn điều cần tránh thứ tư đó chính là về phần phát âm ở đây mình muốn nói đó chính là các bạn dùng cái khuôn miệng của tiếng việt để phát âm trong tiếng anh trong tiếng anh á, thì trong một cái từ á nếu như nó có bốn cái âm thì các bạn phải phát âm luôn cả bốn cái âm đó nếu như các bạn phát âm thiếu một âm thì người ta sẽ không hiểu mà nó sẽ trở thành một cái từ khác. Ví dụ như mình có cái từ afford. afford. Mà các bạn phát âm là afford, afford thì nó không có nghĩa. Người ta sẽ không hiểu. Các bạn phải là phát âm là afford. afford. Nếu các bạn muốn cải thiện cái phát âm của mình á Thì mình khuyên khuyên các bạn chân thành đó chính là hãy học bản phiên âm quốc tế IPA Không chỉ học nó đâu mà hãy học thuộc nó Và hãy ghép từ và hãy tưởng tượng là À cái từ này nếu như phát âm trong tiếng Anh thì phát âm như thế nào Vì nó giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái việc các bạn phát âm một từ đúng hay là sai Thật ra cái việc mà thêm chữ S cho số nhiều của các bạn nó cũng rất là quan trọng Tại vì ví dụ như các bạn muốn mua hai cái hoặc là ba cái trở lên các bạn phải thêm chữ S Còn không thì người ta sẽ chỉ tưởng các bạn mua một cái hoặc là dùng có một cái thôi Ngày xưa khi mà mình ở đây mình không bao giờ mình nói mà mình thì nói thêm chữ S đâu Cho nên là lúc mà mình mới quay lại học tiếng Anh phải mất 2-3 năm để mình sửa cái lỗi đó Và đến bây giờ mình vẫn còn lâu lâu mình vẫn còn bị Cái vấn đề thứ năm đó chính là các bạn không có thực hành đủ hoặc là các bạn không không có thực hành luôn á um, cái việc thực hành nó rất là quan trọng bây giờ mình nói nhá khi mà các bạn học sách vở đi mà các bạn không có đưa nó ra cuộc sống các bạn chỉ học trong sách thôi học ngữ pháp và thi cũng uh, được điểm 10 được điểm 9 đấy nhưng mà khi mà các bạn ra các bạn gặp một cái cuộc hội thoại thực tế thì các bạn kiểu mm, I don't know I can't speak English xong ở đây mình muốn nói rằng cái việc mà mỗi ngày kể cả các bạn không có bạn bè để 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 mà thực hành đi chăng nữa thì các bạn cũng có thể thực hành với chính mình như mình đây mình học tiếng Trung chả có ai giúp mình hết mà mình cũng uh, cũng không có ai để ngồi đây chờ mà để giúp mình đúng không ạ? cho nên là cái việc mà ngày nào ngày nào mình cũng cứ tự quay video để mình nói tiếng Trung và nói tiếng Anh ngày nào mình cũng học thêm tiếng Anh và tiếng Trung Uh, và mình thấy cái phát âm của mình nó cứ tiến bộ dần dần khi mà việc mà mình cứ tự quay chính mình hoặc là mình nhìn vào gương, mình nói chuyện với mình ở trong gương á, nó rất là tốt. Khi mà mình đi ăn các bạn nha thì mình chọn nhà hàng Trung Quốc. Tại khi mà mình chọn nhà hàng Trung Quốc có nghĩa là mình có thể thực hành tiếng Trung với người ta. Mặc dù là mình bập bẹ mới nói thôi thì mình nói với người ta là mình đang học tiếng Trung cho nên là người ta hãy nói chậm lại. Lúc đó người ta rất là dễ thương Người ta thấy mình đang cố gắng học cái ngôn ngữ của người ta các bạn Người ta đi ra, người ta chăm sóc mình Xong rồi người ta cho mình cái này, cho mình cái kia Nó rất là hữu ích, nó rất là dễ thương các bạn nha Vấn đề tiếp theo Các bạn không có đa dạng hóa cái nguồn tài liệu của chính mình Bây giờ á, internet nó đầy Các bạn chỉ cần lên ra lệnh cho Youtube Google hoặc là ChatGPT Một câu thôi mà các bạn muốn hỏi á nó sẽ đưa về cho các bạn về Google và ChatGPT thì mình ra lệnh cho nó và nó đưa tài liệu cho mình mình về mình ghi âm rồi mình học nhưng mà YouTube thì nó có một cái lợi đó chính là nó là một video cho nên người ta sẽ nói phát âm nó ra và mình bạn nghe cái phát âm đó rồi bạn lại học lại theo nó Vì nguồn tài liệu ở trên internet nó rất là đa dạng Cho nên các bạn có thể có quyền tự chọn Nếu cái nguồn này nó không tốt hoặc là các bạn thấy nó không hay Các bạn để đó và các bạn đi sang nguồn khác Sẽ có một cái nguồn mà các bạn cảm thấy thoải mái khi mà học nó Và hiểu được nó Mình biết có nhiều bạn thấy là Ồ, oh, tài liệu nó quá nhiều đi Kiểu nó bị, các bạn bị kiểu overwhelmed các bạn hiểu không? Nó quá nhiều nên là các bạn bị ngợp á nhưng mà không sao, giống như mình nói á, các bạn chỉ cần quyết tâm thôi và chỉ cần biết cái đích mình đến thôi, là chọn một cái nguồn duy nhất và học nó. Nếu như không thích hoặc là không giống như là muốn thay đổi cái mới thì chỉ cần sang một cái nguồn khác và học y chang như thế. Học cho đến khi nào mình thuộc xong cái câu này thì mới sang câu khác. Cái thứ bạn cần là mạng và một cái phone hoặc là một cái computer. Vấn đề thứ bảy đó chính là các bạn không có đặt mục tiêu trước khi mà các bạn học một ngôn ngữ nào, đặc biệt là tiếng Anh. Vì các bạn đã học tiếng Anh mà đúng không ạ? Các bạn không đặt mục tiêu mình á. Nếu như bây giờ bắt đầu ngày mùng 1 tháng 4 thì mình sẽ đặt mục tiêu là cuối tháng 4 mình sẽ học được bao nhiêu từ, bao nhiêu cụm và lúc đó mình sẽ cố gắng cố gắng được bao nhiêu. Nếu như 7 ngày á thì mình sẽ ghi ra, mình ghi cuốn nhật ký á, các bạn, mình sẽ ghi là à cái tuần này mình không có đạt được mục tiêu giống như tuần trước nhưng mà mình sẽ cố gắng tuần sau mình sẽ học hơn một chút xíu nữa để mình bù đắp cái tuần này mình viết nhật ký các bạn mình cứ lưu lại cái quá trình mình học lưu lại các cái quá trình mình học vì mục tiêu cuối tuần tháng 4, mình đạt được HSK 3 thì đúng lúc đó mình sẽ cố gắng đạt được HSK 3 và nếu như mà mình cảm thấy là à mình đạt được rồi nhưng mà mình vẫn chưa cảm thấy là thoải mái khi mà nói cái, cái level đó thì mình sẽ lại quay lại một vài tuần để mình luyện lại Và sau đó thì mình lại thêm một cái level khác Cho nên là bắt đầu ngồi xuống bàn một cái Thì các bạn suy nghĩ là À ngày hôm nay mình sẽ cần phải học 10 từ Thì mình hãy cố gắng học 10 từ Xong đó thì mình mới làm một cái việc khác Và cái não của các bạn nó cứ theo một cái barrem Vì chỉ cần ngồi xuống bàn là các bạn đã có một mục tiêu hẳn rồi Cho nên là cái não của các bạn nó sẽ có luôn cả một cái mục tiêu Trong một tháng hay là ba tháng hay là bốn tháng hay là 5 tháng đúng không ạ? Cái lúc đầu khi mà mình mới học tiếng Trung thì mình sẽ mình thấy là mình chỉ cho mình học tiếng tiếng Trung 2 tháng thôi tại mình muốn học thêm tiếng Pháp và có rất là nhiều thứ tiếng nữa, mình rất là thích học ngôn ngữ. Nhưng mà mình càng học mình muốn thực sự là có thể giao tiếp mà kiểu Giỏi trong cái ngôn ngữ đó Và sau khi mà mình học tiếng Trung 2 tháng xong rồi á, Thì mình đã đạt được cái level 3 Level HSK3 á, nhưng mà lúc đó là mình chỉ học thuộc từ thôi, chứ còn những cái câu thực tế ở trong cuộc sống thì mình chưa biết đủ tại uh, ngôn ngữ khi mà chúng ta học trong sách vở nó là một chuyện, nhưng mà khi các bạn ra giao tiếp nó là một chuyện. Cùng một cái câu đó hay là cùng một cái ý đó nhưng mà người ta sẽ sử dụng cái câu khác. Và nếu như mình không cho mình đủ thời gian để va chạm trực tiếp đến với người ta thì cái não của mình nó sau này nó sẽ bị quên các bạn sẽ quên các bạn ạ à. nên là mình còn phải dành thời gian thêm nữa uh, trong cái việc là à uh, đi ra Chinatown để nói chuyện với người ta và kết bạn thêm nhiều nữa để nói chuyện với người ta để khi mà sau này uh, mình không học ngôn ngữ này nữa mình học ngôn ngữ khác nhưng mà gặp một người tàu thì mình vẫn có thể nói được những cái câu hoặc là những cái câu bình thường nếu như bạn quá bận rộn với cuộc sống nếu như bạn có gia đình có công việc thì đặt mục tiêu nhỏ thôi cái mục tiêu rất là quan trọng nếu như các bạn đặt mục tiêu quá lớn nó quá tầm với của các bạn thì các bạn dễ bỏ cuộc và đó là điều cần tránh cuối cùng đó chính là bỏ cuộc giữa chừng sau khi mà mình học tiếng anh lại được một năm thì mình đã bỏ giữa chừng mình bỏ một năm cái lý do mà mình bỏ đó chính là mình bị mất động lực không còn động lực kiểu mình cứ mình không có học nhưng mình lại muốn là mình giỏi và một tháng hai tháng ba tháng trôi qua mà mình thấy mình vẫn như cũ Mình nói, ô, sao nhở? Thôi bỏ Thế là mình bỏ giữa chừng Nhưng mà không hiểu lý do tại sao Mình đi làm và mình nói là tôi tôi cần phải có một cuộc sống đầy ý nghĩa và nếu như thế thì tôi muốn làm cái điều mà tôi thích tôi sẽ quay lại hay tôi học tiếng anh thế là mình đã quay lại mình học tiếng anh mà thật sự là mình rất là cảm ơn mình chính mình thì mình đã quay lại học còn nếu không thì bây giờ chắc mình cũng không có cơ hội để ngồi đây để nói chuyện với các bạn có thể các bạn sinh ra không được thông minh bằng người khác có thể các bạn sinh ra không có điều kiện bằng người khác nhưng mình tin rằng nếu các bạn kiên trì đủ thì các bạn sẽ bằng tất cả mọi người và các bạn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua của các bạn mình cứ tự mình nói những cái câu đó với chính mình á cần cù bù thông minh cần cù bù thông minh tôi không thông minh nhưng tôi cần cù và tôi sẽ tốt đẹp hơn tôi của ngày hôm qua tôi sẽ kiên trì sự kiên trì của tôi sẽ chiến thắng tất cả mọi thứ chung quy lại tám cái điều cần tránh mà mình vừa nói á, thì mình thấy nó rất là quan trọng nhưng mà quan trọng nhất vẫn là đừng có bỏ cuộc hãy kiên trì tại vì như thế này này sai thì có thể sửa hoặc là cái nguồn tài liệu mà các bạn dùng nó sai thì các bạn có thể tìm nguồn tài liệu khác nếu các bạn kiên trì nhưng nếu các bạn bỏ cuộc kể cả cái tài liệu đó nó có đúng nó có hợp với các bạn đi chăng nữa mà các bạn bỏ cuộc thì tất cả mọi thứ nó sẽ đổ vào sông vào biển đúng không ạ mình mong rằng tất cả các bạn sau khi mà xem video của mình á, sẽ lấy lại được động lực và quay lại học tiếng Anh hoặc là ngồi xuống và viết lại những cái kỷ niệm hoặc là những cái, những cái suy nghĩ của các bạn về tiếng Anh hả? Ồ, oh, ngày mai tôi sẽ cố gắng tôi làm được điều này, ngày mốt tôi sẽ cố gắng tôi làm được điều kia. Cái việc ghi nhật ký hoặc là ghi lại những cái, cái gì đang xảy ra và cái suy nghĩ của các bạn á, nó quan trọng lắm. Nó sẽ giúp cho các bạn tiếp thêm động lực cho các bạn để các bạn cố gắng các bạn đi tiếp mình mở kênh ra các bạn mình không có chắc là mình sẽ làm cho các bạn thông minh hơn nhưng mình chắc chắn một điều là mình sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn tại vì một người giống như mình mà có thể làm được thì tất cả các bạn ai cũng có thể làm được các bạn nha và đó là video của ngày hôm nay mình mong rằng các bạn thích cái video này và nếu các bạn thích thì hãy cho mình một like và chia sẻ video giúp mình còn nữa nếu các bạn có cái thắc mắc gì thì hãy viết ở dưới phần bình luận các bạn nha các bạn nhớ nhé ngày hôm nay thật là tốt đẹp nhưng ngày mai sẽ còn tốt đẹp hơn nữa ok mình chào tạm biệt các bạn bye